Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tài chính kỳ này, sau phóng sự về dịch vụ công trực tuyến và tập trung giải ngân vốn đầu tư là một văn bản pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư. Đây là hai vấn đề quan trọng trong hoạt động tài chính, ngân sách nói chung và hoạt động của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị nói riêng. Để thấy được những hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại và công tác giải ngân vốn đầu tư của năm 2020, trong chuyên mục tài chính kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn về hai vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Với nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã tích cực phối hợp với các đơn vị tập trung tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, bao gồm cả chi thường xuyên và chi cho đầu tư xây dựng phát triển. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác thu trên địa bàn nhằm tập trung nhanh các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, hầu hết các đơn vị sử dụng ngân sách đều áp dụng dịch vụ công trực tuyến và mang lại những tiện ích đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Tính đến thời điểm này, thì trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 979 đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư thực hiện giao dịch điện tử đạt 91% trên tổng số các đơn vị đã giao dịch tại Kho bạc Quảng Trị. Việc mà triển khai dịch vụ công trực tuyến là mang lại nhiều lợi ích cho cả các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư cũng như kho bạc. Đến nay thì khách hàng đã giải quyết được câu chuyện là người ta khỏi mang chứng từ trực tiếp đến kho bạc. Họ ở nhà, ở cơ quan, ở đơn vị họ cũng có thể gửi chứng từ ngay bằng phương thức điện tử. Và kho bạc cũng tiếp nhận xử lý nhanh chóng trên hệ thống dịch vụ công. Thứ hai nữa là người ta tiết kiệm được thời gian, khỏi giảm bớt cái hồ sơ lưu trữ và đặc biệt là việc nhanh chóng trong cái thanh toán làm nó tiện lợi và nhanh chóng. Trong cái mùa đại dịch Covid vừa rồi và cũng những thiên tai lũ lụt vừa qua thì hồ sơ chứng từ của các đơn vị vẫn gửi đến kho bạc và kho bạc vẫn thanh toán kịp thời bằng phương thức điện tử, thanh toán kịp thời cho khách hàng. Để đơn giản, công khai, minh bạch quy trình nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều cải cách trong công tác phối hợp thu và kiểm soát chi. Đặc biệt, triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng đã mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện giao dịch giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị với các đơn vị sử dụng ngân sách. Từ giữa năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong kiểm soát chi ngân sách. Đây là những chương trình đem lại nhiều lợi ích cho các đơn vị, các doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Chính vì vậy, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cùng phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong quá trình triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ công, tôi nhận thấy là có những cái thuận lợi là trong việc xử lý hồ sơ, thao tác nhanh, tiết kiệm thời gian. Về thời gian là đảm bảo kịp thời đúng thời gian xử lý công chứng từ, và thái độ về chuyển khoản thì cũng nhiệt tình và đảm bảo đúng thời gian để mà trả về chứng từ về cho đơn vị. Trong quá trình mà triển khai sử dụng dịch vụ công, tôi cũng thấy rất là thuận tiện. Thứ nhất là đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ. Thứ hai là tránh sai sót trong nội dung hồ sơ. Thứ ba là rất tiện kiệm được thời gian với chi phí đi lại. Là trong cái giao dịch chủ yếu là qua môi trường mạng điện tử, mọi lúc mọi nơi và bất kỳ một thời gian nào, nên cũng rất thuận tiện. Như đầu năm 2020 vừa rồi là xảy ra là dịch Covid
rất phức tạp, mà đơn vị tôi nhờ sử dụng dịch vụ công nên chỉ là cũng sử dụng được mục tiêu kép là vừa giãn cách xã hội, vừa là giao dịch được thông suốt, không bị ách tắc trở ngại đến công việc chung của cơ quan. Sử dụng dịch vụ công thì cũng giúp cho đơn vị giao dịch nắm bắt được cái chính xác là cái hồ sơ gửi đến kho bạc, rồi cũng rất thuận tiện trong việc là thống kê và báo cáo tài chính. Đối với việc giải ngân vốn đầu tư thì trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai lũ lụt, nên tình hình thực hiện giải ngân năm 2020 tính đến nay còn khá thấp so với cùng kỳ các năm trước đây. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp với các sở ngành liên quan để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các cấp có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp. Đôn đốc các chủ đầu tư, các ban quản lý tập trung rà soát kế hoạch, thúc đẩy thi công, làm nhanh thủ tục thanh toán khi có đủ điều kiện, kịp thời tháo gỡ khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong thời gian qua là ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Triệu Phong luôn tuân thủ cái sự lãnh đạo chỉ đạo của ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Quảng Trị, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương trong cái công tác mà quản lý điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn. Và đến cái thời điểm hiện nay thì công tác giải ngân về chi thường xuyên của chúng tôi cũng đạt là trên 90%, và đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì chúng tôi cũng đã đạt trên 75% so với kế hoạch vốn được giao. Là để thực hiện cái mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2020, trước hết là phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 29 ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Thứ hai là tăng cường cái chỉ đạo các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái công trình đang triển khai. Các chủ đầu tư phải chủ động nắm bắt và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp các cái vướng mắc khó khăn vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban tỉnh để có cái biện pháp xử lý. Thứ ba là theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân cái kế hoạch đầu tư công để có cái phương án sớm nhất là điều chuyển vốn từ các cái dự án giải ngân chậm sang các cái dự án có nhu cầu bổ sung vốn để triển khai thực hiện. Cái thứ tư là cần phải có một cái phương án để bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các cái dự án ODA. Có thể nói, với việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị sử dụng ngân sách và việc giải ngân vốn đầu tư là những vấn đề quan trọng mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng thực hiện. Qua đó, giúp cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị từng bước cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị khi đến giao dịch, đồng thời đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra nhằm góp phần quan trọng vào việc giúp Quảng Trị thực hiện đạt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, một văn bản pháp luật kỳ này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, Nghị định số 11/2020 của Chính phủ về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước bao gồm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. 2. Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Sau đây gọi chung là cơ quan thu. 3. Ngân hàng thương mại, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác thành lập và hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, sau đây gọi là ngân hàng, và tổ chức cung ứng dịch vụ, trung gian thanh toán. 4. Các đơn vị và cá nhân giao dịch với kho bạc nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tài chính kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.